Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury chuyên mục review đồng hồ. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin 56 Company Calendar 4000E/000R/B438. Trước khi thương hiệu Patek Philippe mang đến dòng đồng hồ lịch thường niên vào năm 1996, những chiếc đồng hồ lịch đầy đủ là sự lựa chọn của rất nhiều nhà sưu tầm đang tìm kiếm những chiếc đồng hồ có chức năng chỉ báo lịch. Bởi sự tiện ích không cần phải điều chỉnh vào mỗi ngày cuối tháng, lịch thường niên chiếm được cảm tình nhiều hơn so với đồng hồ lịch đầy đủ. Dẫu vậy, những ai thích trải nghiệm cảm giác tự mình nhấn nút hay vặn núm cho đúng ngày sẽ tìm đến một vài sự lựa chọn. Ví như cỗ máy 56 Company Calendar 4000E/000R/B438 được thương hiệu Vacheron Constantin giới thiệu trong sự kiện SISS hồi đầu năm 2018. Vacheron Constantin 56 Company Calendar 4000E/000R/B438 không phải là chiếc đồng hồ siêu mỏng, nhưng với kích thước 40mm x 11,6mm, nó khá cân đối và vừa vặn trên cổ tay nam giới trung bình. Càng nối dây ngắn nên mẫu đồng hồ này có thể phù hợp với hầu hết dáng cổ tay, và hình dạng của bộ vỏ nằm giữa dáng vỏ tròn cùng dáng vỏ tonneau nên chiếm diện tích vừa phải trên cổ tay, không đem lại cảm giác trống trải như đồng hồ dáng chữ nhật GLC Reversal, hay cũng không choáng hẳn cổ tay như đồng hồ Richard Mille. Sẽ rất khó để mô tả chính xác cảm giác đeo 56 Company Calendar, nhưng tóm gọn lại, chiếc đồng hồ này có tỷ lệ cực kỳ đảm bảo. Thú thật, khi nhìn hình ảnh trên website của hãng về chiếc Vacheron Constantin 56 Company Calendar, tôi thấy mọi thứ đều phẳng, từ bộ vỏ vàng hồng cho tới mặt số bên trong. Nhưng khi được nhìn trực diện dưới ánh sáng thực, Vacheron Constantin 56 Company Calendar trông sống động hơn hẳn. Lấy chút cảm hứng từ mặt số dạng sắc tờ của những năm 1950, mặt số của mẫu đồng hồ Vacheron Constantin 56 Company Calendar không chỉ phân thành từng phần hợp lý, mà mỗi chi tiết, mỗi khu vực lại hiện lên với phong cách hoàn thiện khác nhau. Có thể dễ dàng nhận ra, ở vòng đếm 31 ngày ngoài cùng là những vòng tròn đồng tâm, trong khi tại vòng tròn bao quanh cọc chỉ giờ đính nổi được hoàn thiện kiểu trải tia, còn tại khu vực trung tâm màu trắng đục có chứa ô cửa sổ chỉ báo thứ, tháng cùng lịch tuần trăng. Với tông màu sử dụng là trắng bạc kết hợp với màu vàng hồng, phiên bản Vacheron Constantin 4000E/000R/B438 đem đến cái nhìn cổ điển và nổi bật hơn so với phiên bản bằng thép không gỉ mà hãng tung ra cùng thời điểm. Không phải là một bộ máy từ bên ngoài, Vacheron Constantin quyết định sử dụng một bộ máy in-house có con dấu Geneva đàng hoàng bên trong bộ vỏ vàng hồng 5N của mẫu đồng hồ 56 Company Calendar. Rất dễ để nhận diện con dấu Geneva khi nhìn vào mặt đáy đồng hồ bởi nó đã được đóng dấu và phủ vàng cẩn thận lên trên cầu nối ở tầng trên cùng. Ngay bên dưới rotor bằng vàng đã được thiết kế dạng skeleton. Rotor đồng hồ bằng vàng 22K hiện lên với đường trải xước và cả vát bóng viền hay dạng cát mịn tại trung tâm. Xưng logo thương hiệu là biểu tượng chữ thập Maltese hiện lên cực kỳ bóng bẩy. Có thể thấy rõ đỉnh nhọn ở chữ thập Maltese đã được bo tròn và đánh bóng cực kỳ tỉ mỉ. Bộ máy được sử dụng bên trong là Caliber 2460QCL/1 với các chức năng hiển thị ngay trên mặt số, vòng đếm 31 ngày ở ngoài cùng, lịch tuần trăng trên cọc chỉ 6 giờ, ô cửa sổ báo thứ và tháng bên trước tên thương hiệu cùng bộ 3 kim, giờ, phút, giây ở tại trung tâm. Bộ máy tự động này hoạt động ở tần số tiêu chuẩn 28.800 VPH với khả năng chữ code là 40 giờ, một con số khá khiêm tốn trong thời điểm hiện tại. Vacheron Constantin 56 Company Calendar 4000E/000R/B438 là một mẫu đồng hồ đẹp mắt và có thiết kế cân bằng với lối hoàn thiện tuyệt vời, phù hợp với thẩm mỹ đương thời. Giá tác của mẫu đồng hồ này là 33.800 USD, một mức giá chắc chắn không thuộc hàng rẻ, và vẻ ngoài tinh tế của nó hoàn hảo thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đam mê đồng hồ. Và bây giờ cũng là lúc kết thúc video. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe để theo dõi thêm nhiều video khác nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.